À, anh em mình nướng rất là kỹ nhá. Phải tầm khoảng tầm gần 3 tiếng rồi. Nào nhấc lên cho mọi người xem này. Đấy, thấy chưa? Ui, con này nặng đấy. Chà. Ngon chưa, ngon chưa? Phê chưa? Nào, bây giờ vào thưởng thức. Đây là đến tiết mục thưởng thức nha mọi người nhá. Nào, nước sôi. Nước sôi, ai chú ơi. Bê cho nó. Nào, đặt một bát thưởng thức, đặt một bát thưởng thức luôn. Ui, dài quá. Ai ăn đi các? Không, bây giờ các cả. Nào, mà các bạn đưa đĩa đây để cháu phối đồ cho. Ấy, lấy chúng mày lấy anh cái găng tay. Cái găng tay đóng ở trong tủ. Trong tủ kia kìa. Tôi bảo này ra. Xem nào. Thịt nó dài lắm. Thịt dài. Rồi nha, mình sẽ phun cái phần giữa ra nhá. Ai à? Cứ cho mày lấy đi. Khó khăn thế đấy. Không, cháu định cắt bỏ, cắt hẳn cái xương sống đó. Được rồi. Chưa có găng tay. Ui. Chưa có giòn. Ui à. Nào, bà ơi, đưa được cái điện đây này. Đây. Dài lắm. Đây, cho các bà bên đây này. Rồi, đây. Cũng không mỡ lắm đâu. Nướng cháy hết mỡ rồi, khá là nhiều mỡ nha mọi người nhá. Đến đông hết nhỉ. Cá đây là cá ớt, cá đây là cá sụn à? Cá sụn hay cá xương? Cá xương này. Có như con lươn đấy. Có như con lươn đấy. Già nó. Có nước ngọt mà. Đây cũng ra đấy. Rồi. Các bà bên này trước. Đây. Cắt bớt cái phần đuôi này ra. Hơi cay một tí, bà ăn thử xem. Ngon. Ok không bà? Quá ngon. Đây, cháu ăn rồi. Nào. Mời tất cả mọi người nhá. Đây ông về. Ai chưa mời?
lấy từ dưới nhà hàng ở dưới Hà Nội về. À, thực sự là nó rất là to nên là anh em mình vật vã mãi mới thịt được nó, với lại thịt kia nó nướng chín nó. Thử đó. Mình sẽ thử xem sao nhá. Già lắm đây. Ôi, ở dưới nó mỡ đấy nhỉ. Đây, một miếng da của nó này. Đây, đây, cái cục mỡ của nó. Đây, đâu, nước chấm đâu nhỉ? Tô xin một bát chấm. Con này gọi được không? Gọi được. Gọi đấy. Ui. Đây à. Cái này cho trên củ rau rồi. Thế, ngon lại trên củ rau. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dài đấy. Con cái rồi. Dài nhá mọi người nhá. Cái da nó tuy là mềm nhưng mà khá là dài. Cái anh giống. Anh ngồi đấy. Dài đấy. Cứ ra cái kéo ra cho chúng mình dài mà. Không cắn này. Không phải ba đâu, ba đúng kia rồi, không cắn đâu. Ăn cá, kéo thôi, thịt cũng chắc mà. Dài thịt mà. Thịt cũng dài lắm. Thịt dài thật nhỉ. Không cắt là không xé được. Không cắt là không xé được nhá, dài này. Kéo lại phải kéo thử nữa. Ấy. À đây đây, đây kia. Đấy, dưới này, dưới này. Mùi già, thịt dài nhá. Các bạn cắt được thịt nó. Đưa đây, tao cắt đâu. Đây này. Các bạn không cắt được, các bạn lấy tay, các bạn xé. Xé được rồi. Xé không được thì là một cân cắn một đồng nhóm bụng, cắn cân thế nào. Không phải phải nói là cái thịt nó dai đấy chứ không phải là kia đâu. Nó dai mà. Rồi. Thịt nó phải dùng kéo cắt nhá mọi người nhá này. Đấy. Không gắp được. Tại vì thịt nó dai. Ui, con này mà ăn lẩu là cũng dai, cũng giòn đấy nhỉ. Đúng rồi, Giáo ơi, dùng nước đã. Vâng, đây, em đang dùng bên này. Bên kia thịt nó phải cấu ra như thế này. Ui, dai như thế này mà. Ngon đấy, béo đấy. Thử cái miếng thịt này. Thử cái thịt xem nào. Giống cá, giống đấy. Anh có một tí cái nước chấm thế này đấy. Đấy. Rồi ạ. Nước chấm là thiếu một tí đường với lại nước thôi. Có xương đấy nhá, cá nó có xương đâm xương xương kiểu đấy nhá. Cắt từng mãi đi cho bên. Vâng. Cắt khoảng 3 người ra đã. Anh nghĩ là cái đá. Cái đá. Má ra nó dính dính ít nhỉ. Ngon này. Ăn được chừng không? Cháu ăn chín đây ha. Cháu ăn chín với đâu. Cái đá rồi. Cả đá đấy. Cái thịt của nó dài thật. Da là cái gì dính ăn mà. Ăn thịt đó ngon hơn. Cái chỗ dài nó cứng lắm. Cũng cứng đấy. Cái này ký tuổi tóc các bạn. Anh dùng đây. Không phải lấy vợ về suy nghĩ nhiều ạ. Đang đầu tối ngủ. Mất thế. Không cao. Mãi à? Cả đầu. Mất hết à?
Ê bà ơi. Cái gì em thối? Cá này 700.000 cân, có 3 cái là cá.